Mến chào mọi người. Đến với buổi học giữa tuần thứ 9. Thời gian trôi đủ nhanh đúng không? Hôm nay là giữa tuần đấy, chỉ còn ngày mai với ngày mốt nữa là xong mẹ cái tuần này rồi. Ôn thi PE đến nơi rồi đúng không? Thứ bảy này thì đi nghe về thực tập đúng không? Nhớ nghe lại cái video số 2 của môn Software Requirement trên YouTube của tôi. Vì trên đó tôi có nói về câu chuyện đi thực tập. Nghe để nhớ những câu chuyện gì, nếu ai ghi chú được rồi không nói. Và đến bữa sau đến đường mà hỏi ở trong cái phiên đi gặp nhà trường nói những câu chuyện này, câu chuyện khác. Mày có thể hỏi những câu ví dụ như là hạn cuối cùng để nộp CV và cái công ty mình mong ước là bao nhiêu, công ty mình thích mà lại không có trong danh sách của nhà trường đưa thì hạn lúc nào phải nộp CV và giấy tờ nào cần đó. Đúng không? Thì có những công ty mà mình đã xin trước được rồi. Em có thể đi làm sớm ngay từ tuần thứ 12 khi em thi mà em biết chắc chắn là em không có khái niệm bị rốt trong cái quá trình của tuần 11. Ok không? Tất cả những cái trò đó mình có thể phải hỏi luôn. Được chưa? Em có cần phải làm nộp cái report gì sau khi đi thực tập hay không? Hình dung chưa? Việc miễn điểm danh, các thứ này nọ tao kể hết rồi. Trong môn software requirement, xem lại đi. Nó sẽ bắt đầu xuất hiện sớm lắm rồi đấy. Và nếu có thể được thì mong rằng tụi bay đi làm từ tuần thứ 12 luôn. Thì khi đó mình có thêm một tháng, 12, 13, 14, 15, 16 là 5 tháng để đi thực tập. Thì bắt đầu học kỳ tới, tức là tính deadline, tính thực tập là bắt đầu tính từ học kỳ tới. Học kỳ tới bắt đầu tính từ tháng 9. Từ giờ đến tháng 9 mình làm mẹ thì đừng nói là về quê. Thời đại học tao học, nhà tao xa, tao rất ít về vì nhà xa. Mỗi bữa tao về cái là chó mèo nó quên hết mẹ cả tao. Một năm tao về nhà có 2 hoặc 3 lần thôi. Mỗi lần 1 ngày 2 ngày thôi. Về cái nhớ Sài Gòn. Và nó vui. Nó có kẹt xe. Có khói bụi. Về quê mình nó bình an quá. Tự nhiên mình lười. Mặc dù quê là quê quán ở trong tim mình không nói. Chứ kể nhà xa mỗi lần đi nó mệt lắm. Nhà tao ở Vũng Tàu cách đây 120 km. Sài Gòn vui. Và tao muốn ở. Hiểu chưa? Mình lớn rồi mình phải tung bay. Ba má cũng muốn mình tung bay mà. Đấy điều mà ta chia sẻ tụi bay để quê quán trong tim, ba má trong tim, gia đình dòng họ trong tim. Và tất cả những người ở quê đều mong ước mình thành công. Tới một tháng vài ba chục triệu đi. Đem con xe xịn sò, bốn bánh về quê. Có phải là vui không? Thì cứ về quê nấn ná mãi không chịu đi vì ba má chưa cho tiền để đi. Thế nó hành cái gì? Thấy dung chưa? Mình phải học để cái tâm thế như thế. Đấy là chia sẻ thêm để cho tuần trong cuối tuần này tụi bay đi gặp, tụi bay hỏi những câu hỏi đúng để chúng bay có quyền quyết định trong việc thực tập thế nào là tốt nhất và để sau đó là đi làm luôn để kiếm lương chế độ miễn điểm danh từ kỳ 7. Và anh dặn các em là nếu các em không đủ được đi thực tập, các em đừng mơ kỳ tới nhà trường bố trí môn kỳ 7 nha. Anh đã dặn rồi trong môn sau này, không bao giờ được học kỳ 7 nếu chưa đi thực tập. Trả nợ học máu cho xong đi thực tập về bố mới bố trí môn. Chuyện đó đúng chuẩn, không có cãi nha. Cho nên đừng để cuộc đời mình rơi vào học kỳ năm lần thứ nhất, học kỳ năm lần thứ hai, học kỳ năm lần thứ ba, học kỳ năm lần thứ tư. Cuộc đời vậy nó sắp mặt lắm á. Ông bây giờ tốn tiền lắm đó. Chỉ cho phép trễ một hai kỳ thôi. Rồi, học mau đi. Để mà cầm tấm bằng về lót chuột. Đấy là thôi, là động viên cho cái kỳ thi final sắp tới. Cho phải giải thi PE của một số môn trong tuần này. Và chuẩn bị đi thực tập. Hy vọng các bạn đã chuẩn bị tinh thần tốt giống như đầu kỳ tôi đã hù dọa và bây giờ nó thật rồi. Rồi quay trở lại việc chúng ta đang đi dở dang cho cái bài code của ngày em của ngày hôm qua kia. Chúng ta đang đứng ở cái đoạn là tự động hóa quá trình kiểm thử login. Và nếu login thành công thì nó sẽ làm cái gì tiếp để ta đi tiếp. Hôm nay ta đi tiếp cái bài này. Ta cũng kiểm tra cái việc login thành công và nó in đúng thông tin hay không. Có hai cách làm. Cách đơn giản nhất là tao chơi trâu bò bằng tay. Mình vẫn còn lại cái username password cũ. Rồi, cái tab hôm bữa vẫn còn, để im, nó vẫn còn. Nếu không lát mình đăng ký lại, nó cấp lại thôi, có gì đâu. Rồi, tôi đăng nhập cái username cũ vào. Với cái đường dẫn của mình là demo guru 99 version 4. Các bạn có nhớ. Tôi gõ thử vào. Rồi, tôi gõ cái pass. Cách tôi đang làm, tôi kiểm tra login chạy có đúng hay không. Chạy đúng tức là phải cho tôi vào và phải nó in được cái tôi cần là hello cái mẹ gì đó chẳng hạn.
tùy cái bài toán mà người khách hàng yêu cầu. Trong cái email của mình cũng vậy. Nếu các bạn chú ý, khi email login thành công thì chỗ này nó có thể show cái logo. Đó. Và giữa mà kích chuột vào đây mình thấy, tức là nó show cái logo, chứ nó không show là cái hoàng anh ti 2 ở đây. Cái này các thầy cô trong môn Java web cũng đã yêu cầu chúng mày làm mà. Hoặc là full name ở đây, hoặc là một cái thông tin avatar đại diện, chứ nó không đi chữ hoàng anh ti 2 ở đây cho đến khi mình chạm vào. Và điều này chúng mày cũng phải làm trong cái môn SLP, cái màn hình admin, màn hình login. Mình chưa cần sáng tạo gì vội, mình học theo những cái đang có. Hình dung chưa? Như vậy mình kiểm tra xem nó có chào hay không. Nếu không chào hay hiển thị logo thì bài này của nó là mình làm, mình đang cần kiểm tra phải chào đúng là cái ID này. Ấn log gì. Như vậy mình cần xem nó chào đúng cái username mà mình vừa chọn. Manager. À, bạn thấy đây có một cái bức nhẹ nhẹ này. Man. Nó thiếu chữ A, chữ A. Manage. Đúng không? Nó thiếu chữ A. Manager. Rồi, nhưng mà rõ ràng nó phải chào đúng cái 424014. Cái này của tôi là 424014. Đó. Rồi mình kiểm tra. Ủa, mình thấy nó ổn thôi. Tính năng login thành công. Tôi vừa làm một cái trò gọi là làm kiểm thử phần mềm. Tính năng chạy đúng hay không bằng tay. Bây giờ tôi muốn, éo muốn đúng bằng tay. Tôi muốn kiểm tra bằng máy cơ. Tự máy ra mà báo tao đúng hay không thôi. Để tao còn rảnh tao làm việc khác. Rồi từ đó mình đi tiếp từ phía sau. Và bây giờ mình sẽ làm khái niệm gọi là test automation. Hôm bữa mình đã chuẩn bị rồi. Muốn làm test automation tự động thì phải nhờ Selenium và các tool tương đương. Ok, và bây giờ ta bắt đầu, ta quay trở lại câu chuyện. Ta sẽ đi tìm cái câu chuyện login này tự động như ta vừa làm. Rồi các bạn back lại cho tôi. Đây là cái ô. Với con người thì người ta biết đây là ô nhập và phải gõ cái gì vào. Nếu làm bằng tay ta phải gõ. Và ta phải gõ cái này nha. Vậy thì với máy làm sao nó biết rằng cái chỗ này là ô để gõ? Vì nó làm sao nó phân biệt được đây là cái label và đây là cái ô input và đây có thể là thẻ đêm. Máy sẽ khó biết nếu chúng ta dùng tốt, cho nên chúng ta phải tìm cách định vị được những cái thẻ này. Và ta fill data vô, viết code để định vị thẻ nha. Ta sẽ viết code để ta định vị cái thẻ. Còn con người khỏi cần, nhìn là biết cần phải định vị được rồi bằng đầu. Nhưng mà máy phải chỉ cho định vị nên ta mới điền cái này vào đây. Đây được. Và bây giờ ta sẽ định vị nó bằng cái kỹ thuật. Nên bạn mở cái trang này lên. Dùng cho tôi cái phím F12. F12. Bạn định vị. Định vị tức là tìm ra cái thẻ này. Mày nằm ở chỗ nào? F12. Rồi bạn ấn vào nút này. Ấn vào cái nút Inspection. Rồi bạn rê chuột đi. Cái này hôm bữa mình đã làm rồi. Nhưng mà giờ hôm nay mình nhìn kỹ hơn. Bạn rê chuột đi, bạn sẽ thấy này, cái chuột nó đi đến đây. Add đủ, nhìn log gì, nhìn user và ID và password. Bạn thấy có một cái vùng xám xám bô tô quanh. Hóa ra nó đang nằm ở trong cái bộ thẻ deep hay cái form. À, mày làm bộ thẻ form. Như vậy cái chữ form mà bạn làm trong môn JSPN Servlet, môn Java web ấy, thực ra chữ form nó sẽ giới hạn một cái khu vực ở trên cái trang web. Vùng đó là vùng của cái form nó quản lý. Và nếu chỉ dùng F12 bạn mới hiểu khái niệm form nó bao sân những thằng này. Nó không bao sân thằng dưới. Điều này có nghĩa là những thằng dưới, thẻ dưới nếu có, nằm ngoài form. Và bản thân cái F12, cái tool này nó sẽ giúp mình khám phá được từng thành phần, mức độ, nhìn phía hậu trường nha. Nhìn với mức độ gọi kiểu design, mà dưới dạng hình ảnh bằng tô xám bạn bình thường bạn không thấy. Lúc bạn nhìn trang web nó render là bạn thấy nó ngọt ngào, nó mướt, nó mịn với nhau. Nhưng bạn đâu biết là mỗi thằng bên trong có khi lại là một cái khu vực riêng, được bạn đánh bằng cái biên giới mờ với mắt người nhìn. Nhưng thực ra với code thì nó là có những khu vực riêng. Form, đêm. Nào, ta đi tiếp. Ta đi thế này rộng quá. Ta muốn đi tìm cái cậu này. Đi thế này gặp chữ TD. Đủ, mày là cái thẻ table mà. Để nó giống lề chỗ này, user ID với password bạn thấy nó giống lề thẳng. TD. Ok, đi vào đây. Đi vào đây. Bạn đã tưởng bắt được rồi. Chưa, vẫn là TD. Bạn phải nhìn làm sao nó focus được đúng không? Cho nên nó tô cái vùng này. Bạn hiểu TD là một cái vùng không gian ngầm. Giống như cái ranh giới đất nhà mình bằng cắm cái cọc bê tông cộng kéo cái rào lưới B40 hoặc là rào thép kẽm gai. Đấy là mình nhìn, mình thấy rõ cắm. Nhưng còn đôi khi ranh đất nhà tao đây nha, tao chỉ để một cái viên đá đó thôi, kéo đường dây thẳng tao đéo cần kéo. Mày lấn qua tao đập mày ạ. À. À, thì mình hình dung cái phương pháp mà F12 cộng với thẻ Inspection giúp mình khám phá các thẻ. Rồi, đến đây. Đi vào đây mình thấy rõ ràng mày là chữ input. Ô nhập mà. Bạn làm frontend bạn quá biết rồi. Và bạn click chuột vào nó. Coi như bạn đã tìm được cái thẻ này. Tên của nó đây, input text. Và name của mày là UID. Và bạn thường bạn cũng đã nghe các thầy cô hay là đọc trên mạng khi bạn học các môn front end. Có những thứ như cái thẻ, nếu bạn dùng nó trong các việc lập trình thì bạn nên định vị nó là duy nhất.
Ví dụ ID là duy nhất, hoặc là name là duy nhất. Nhưng cái class thì không là duy nhất nha. Định vị một cái thẻ, cái class liên quan đến CSS thì có thể là cái CSS là cái kỹ thuật mà áp dụng cái định dạng dành cho một loạt các thẻ. Cho nên có thể nhiều thẻ chia sẻ cùng cái class. Nhưng về mặt user, về mặt cái name và cái ID, người ta khuyên là tốt nhất nó phải luôn luôn là duy nhất để sau này mình có định vị. Hay là lúc mà mình bắt request ở trên server, biết được cái thẻ nào là thẻ nào. Còn nếu mình bắt theo class thì nó không có chính xác. Như vậy bây giờ bạn hiểu là, nhưng mà trong một số tình huống mình chủ quan, cái name và cái ID này mình chủ quan, hay mình làm ẩu, hay mình đặt không theo quy tắc nào, hay có khi nó generate tự động nếu mình dùng bootstrap hay cái gì đó, thì có những thứ khác. Vậy thì làm sao em bắt được cái thằng này? Thì trong giang hồ khi người ta thiết kế ra cái web, thiết kế ra cái chuẩn HTML nha. Đây là cái HTML này. Khi người ta thiết kế ra cái này, bạn cứ tưởng tượng HTML này giống như database đi, là toàn bộ đây là data các thẻ. Thì người ta sẽ có luôn thiết kế luôn một cái kỹ thuật để bạn query, tức là bạn lôi từng thẻ ra. Nghe kỹ này, database là chứa table, là chứa dữ liệu. Vậy trong database có nhiều dữ liệu, làm sao lấy dữ liệu ra? Thì người ta chế ra ngôn ngữ là SQL, SQL là cái ngôn ngữ, là cái cách thức gõ thôi. Và cái đưa cho cái cơ sở dữ liệu một cái, thế là nó tức nó sẽ biết rằng nó cần phải lấy cái data nào về cho mình. Vậy SQL, SQL là kỹ thuật viết lệnh để nói chuyện với database, đưa data cho tao. Như vậy thì khi người ta thiết kế cái trang web, cái ngôn ngữ HTML nói chung, tức là những người mà bắt đầu sáng lập ra cái web, từ năm web bắt đầu có lịch sử từ năm 1990 thì bắt đầu mới có khái niệm World Wide Web ra đời. Tim Berners-Lee, nó một ông rất đẹp trai nữa, là ông chế ra cái ngôn ngữ HTML và cái trình duyệt web, nói chung là cái người mà sáng tạo ra World Wide Web ấy. Thì khi ông chế ra cái này, ông biết là trang web nó sẽ có nhiều data, thì ông lại cũng đưa ra một cái ý tưởng, và từ thời đó cho đến sau này thống nhất có nhiều data thì sẽ cho mày lấy data, lấy data cụ thể, lấy từng thẻ luôn và lấy cái tích bên trong thẻ này luôn. Ví dụ lấy được cái chữ user ID, nhưng mà chữ user ID này lại là của cái thẻ nào. Ông cho phép, ông đã nghĩ ngay đến cái việc là có data trong trang web cho phép mình root trick ra những cái data đó. Và cũng giống như câu SQL để root trick data trong database, thì cái cách mà để root trick ra data, xác định những cái thẻ ở trong trang web, kỹ thuật đó người ta gọi là kỹ thuật XPath. XPath là một loại câu query, nhưng thay vì query vào database thì ta sẽ query vào trong cái hậu trường của trình duyệt trang web để ta lấy thẻ. Hình dung chưa? Với câu query thì kiểu mẹ nào mày cũng tìm được một thẻ, chấp rằng ID name nó có trùng hay không. Nhưng tao dùng query kiểu XPath thì trong mọi tình huống tao luôn tìm ra được một cái thẻ bất kỳ, dù mày dùng trên array động hay dùng trên array tĩnh hay là dùng hardcode trên các thẻ. Nếu quan tâm, XPath đã được định nghĩa rằng nó là một kỹ thuật viết câu query để tìm ra cái thẻ nào đó. Rồi, hãy xem thử. Ấn phải chuột nha. Ấn phải chuột trên cái phần này. Đăng tô nha. Nó đăng tô cái này này, phải nhớ đăng tô cái này nha. Còn nếu bạn nào lỡ mất focus, kích lại cho nó tô đúng cái thằng này. Kích vào một nó mà nhát, cái chuột trái này nhá. Thì bạn thấy đây, ấn phải chuột trên cái vùng input này. Đây. Bạn sẽ thấy nó có từ từ. Nó có một số đài. Cái thẻ này được định vị qua name, qua ID, mình biết thừa nó là duy nhất rồi. Nhưng mình nói rằng tao đéo quan tâm name ID, tao không tìm một cái thẻ theo con name. File element by name hôm bữa mình học rồi. Bây giờ file element bằng câu query cơ, tao muốn viết câu query để tao tìm đúng cái thành phần tử này. Thì bạn thấy có chữ XPath không? À, XPath là kỹ thuật viết câu query. Ủa, em tưởng là em phải ngồi gõ. Không lo, cái tool này nó sẽ giúp cho mình sinh ra cái câu đó luôn rồi. Và mình dùng câu đó để mình bắt nó mới đã. Hiểu được chưa? Để đúng cái thẻ ấn phải chuột chọn sẽ copy và giờ XPath. Tuy nhiên, cái trình duyệt nó hỗ trợ sẵn cái việc generate cái câu query để tìm cái thẻ đó. Dưới dạng XPath là không dựa trên ID và name đâu, nó dựa trên cái đặc tính của cái thẻ thôi, với cái attribute của thẻ. Thì cái câu này của cái thằng tool Chrome và của cái thằng Firefox hay là Safari hoặc là các trình duyệt Edge, nó generate ra cái câu query này không tối ưu, không hay. Nó không hay thôi, chứ không phải là dở nhá, nó không hay. Thì trong giang hồ có những người lập trình viên rất xịn sò, người ta tự động người ta viết thêm một cái plugin cắm vào trình duyệt để giúp mình định vị từng cái thẻ này một cách tối ưu, câu query viết ngắn nhất. Giống như mình dùng choi, bình thường mình học câu query mà giữa hai table với nhau mình có quyền là select sao from các cột gì đó, select các cột gì đó from table 1, table A phải table B, where A chấm cái này bằng cái kia. Đấy là một cách viết, nhưng cách viết chuẩn mực nhất nó phải là như thế này: select sao from hay select gì đó from A in the choice, B on
và where mới là cuối cùng. Hoặc A, from A, left choice, B, on và where. Tức là tách cái việc kết nối bảng là một việc riêng và lọc data sau khi kết nối bảng là một việc riêng. Inner choice, left choice và outer choice nói chung được gọi là kết bảng. Còn sau khi kết một đống data, lọc lại là để này where. Nhưng mà cách viết ẩu hay viết gọi là viết nhanh là where mẹ tất cả, gộp cả choice luôn. Nó gộp. Đó là cái câu mình viết thực dụng. Thì ý tôi muốn nói là ngay cả trong câu choice bảng có đến 2-3 cách viết. Thì với XPath thì tùy góc nhìn của lập trình viên của cái tool, nó sẽ giúp mình ra được cái câu XPath xịn sò hơn, ngắn gọn hơn và dễ hiểu hơn. Và bây giờ tao chúng mày sẽ chơi không dùng phím F12 chuẩn cái XPath này, thử một trò mới hơn nha. Và nếu bạn nào muốn thử XPath, click vào, click thử trước đi, click cho nó cái. Nhớ là đang đứng ở chữ input nha, ấn phải chuột này, tap đi XPath. Rồi sau đó mình mở Notepad lên để xem cái câu query là cái con mẹ gì. Dân chuyên nghiệp mở Notepad lại phải ấn phải chuột ở đây nhá. Nhắc rồi, gọi chữ Notepad nó còn sẵn ở đây. Ấn phải chuột, xin lỗi. Rồi, Enter, ok. Xem câu query của nó này. Cái câu query. Mày hãy đi từ cái thẻ này, đến thẻ kia, đến thẻ kia, đến thẻ kia, đến thẻ kia. Đó. Mày đi vào thẻ gốc của cây. Cây DOM, Document Object Model, tức là cái vùng RAM của mà chứa cái trang web này. Đi từ HTML, đừng đi vào phần head, đi vào phần body đi. À, đi vào phần body thì mày gặp một cái form. Bởi vì bài này chỉ có một form. Nhưng nếu có nhiều form thì sao chẳng hạn? Thì nó sẽ form mở ngoặc vuông 1, form mở ngoặc vuông 2 là giống như mạng của các form ấy. Mạng đếm từ 1 nha, XPath đếm từ 1 chứ nó không đếm từ 0. À, rồi xẹt đến cái kia mà lấy được. Quên mẹ nó là user ID đi. À, hình dung chưa? Đây người ta gọi là câu query viết theo kiểu. Và câu này nó hay chỗ là kiểu mẹ thì cũng tìm ra được. Câu query này phức tạp lắm, học nó cực kỳ mệt nha, nhưng dễ thương cực. Rồi nó gọi là XPath X, X cái viết tắt của chữ Expanded. Path, path là cái tìm đường dẫn đến một cái thẻ. Ok, rồi mình biết đường này rồi nha. Rồi mình thử xem cái câu này có đúng hay không đã. Thử. Nào, bây giờ mình giả bộ mình kích chuột vào chỗ khác đi. Mình giống mình quên đi cái thẻ này đi, giả bộ. Giả bộ mình quên nó đi. À, nó đứng đi đâu kệ mẹ nó. Rồi, tức là không đúng đúng chỗ nữa rồi. Nào, bạn ấn cho tôi Ctrl F, vẫn đang kích chuột ở bên này nhá. Vẫn kích chuột ở bên này nha. Kích đại chỗ khác đi. Rồi ấn Ctrl F. Thấy Ctrl F nó sinh ra một cái ô nhỏ nhỏ nháy gõ chưa? Dán câu query vào. Xem nó có focus đến đúng chỗ hay không. Ctrl V. Đúng, nó tìm đúng cái đấy, có nghĩa là câu query đã tìm thấy rồi. Hiểu đến đi chưa? Cái này giống như F5 trong SQL Server ấy, là chạy ra kết quả. Hiểu XPath là gì chưa? Sơ bộ, đây là cú pháp viết để tìm ra một cái thẻ bất kỳ. Và muốn biết thẻ nó tìm được hay không, đúng hay không, cần số F, dán cái câu query đó vào và nó tự run luôn đấy. Vậy nên lúc này data, cái cơ sở dữ liệu nó chính là cái trình duyệt với cái bộ thẻ. Và cái phần hình ô nhập cần số F này chính là đi tìm cái thẻ tương đương câu query. Theo kịp bên đây chưa? Đây là kỹ thuật viết theo XPath. Nhưng nếu bạn học bên JavaScript, bạn học bên frontend nói chung, nó còn một kỹ thuật khác là dùng CSS Selector, có đúng không? Tức là định vị qua, không có dùng XPath. XPath là cách mạnh nhất nhưng có khi nó chậm nhất vì lý do nó phải mò theo một cái kênh. Có một kỹ thuật thứ hai là CSS Selector. Tao nói vậy chắc anh em biết ngay. Vậy CSS Selector là một kỹ thuật định vị một cái thẻ nhưng mà dựa trên đặc tính của CSS, cũng lại là một dạng câu query. Nhưng câu query không dựa trên cái kênh này kiểu này mà nó dựa trên các đặc tính của các thẻ trên CSS. Đặc tính CSS. Như vậy thì mình vẫn có thể làm được, ấn phải chuột. Chọn copy. Định vị lại nha. Rồi, ấn phải chuột. Chọn copy. Và trong đây bạn sẽ thấy có này, nó sẽ tự động generate cho bạn là selector này. Đây là kiểu CSS này. Rất nhiều kiểu khác nhau, tức là nói chung một trang web có nhiều kiểu query khác nhau. Được chưa? Miễn là query theo trường phái nào thì trường phái, nhưng miễn là ra được cái thẻ thôi. Vậy thì những cái câu này, cái tool này nó cho bạn hết một loạt. Nhưng mà cái này tôi đã nói rồi, cái câu query của nó không tối ưu, nó không hay bằng thôi, nó không đẹp bằng và dễ hiểu bằng. Cho nên sau đây tôi cùng các bạn quên mẹ tất cả những cái trò này đi. Bước này mình học rồi, mình sẽ chơi trò mới. Chờ xíu để tôi gỡ cái extension ra rồi chúng ta sẽ cùng học nó. Nào, bây giờ bạn vào Google gõ cho tôi. Tại sao? Trong giang hồ có rất nhiều cái tool giúp mình generate câu query. Vừa generate theo kiểu XPath, vừa generate theo kiểu là jQuery luôn, vừa generate theo kiểu mà của selector, CSS selector luôn. Bạn gõ cho tôi selector hub. Extension.
Đây, Google tôi để đây. Có nhiều tool khác nhau nha. Ví dụ trên mạng có thể ngân đi CoroPath được. Nhưng mà đây là hai cái tool nổi tiếng. Và tất nhiên có thể bạn nhiều bạn thích dùng cái tool nổi tiếng khác cũng được. Đó. Selector Hub Extension. Và bạn click vào link đầu tiên. Chrome mà. Mình cài plugin vào. Click rồi. Cài. Add rồi. Yeah. Add to Chrome. Nhớ nha. Selector Hub. Add to Chrome. Add home. Yes. Rồi, nó báo là đã vô rồi đấy. Nó nằm đây này. Ủa, nó không thấy nằm gì cả. Nếu không thấy nằm gì cả, bạn lấy cái biểu tượng extension ở đây này. Click vô. Bạn ghim nó cho tôi một cái. Ghim nó lên. Thì bạn sẽ thấy nó nằm ngay trên góc phải trên trình duyệt. Thì không đã. Ok chưa? Và trên mạng dĩ nhiên có rất nhiều thằng. Ghim rồi. Nha. À, thì sẽ nó ghim đây. Ghim. Rồi, nó nằm đây này. Biểu tượng nằm đây này. Mọi người có được chưa ạ? Một trong những cái tool nổi tiếng khác để dành đó, một trong những tool nổi tiếng khác nó là CoroPath extension, cũng thằng nổi tiếng luôn. Em cài cả hai cái cùng sống chung được không thầy? Được, thoải mái nha. CoroPath cũng là một dạng để extension, nhưng mà thôi mình xài Selector Hub đi nha. Bạn làm đi Trang, và enable thì nó thêm cái biểu tượng ở đây. Rồi xong, em làm gì tiếp? Bắt thẻ coi, bắt thẻ nha. Vẫn inspection F12. Yo. Chả thấy gì khác cả. Thưa thầy, các bạn nhìn dưới đây này, nó có này, cái trường biểu tượng này này, biểu tượng này này, property. Thấy cái chữ selector hub không đã? Có không? Có không đã? Cái chữ biểu tượng cái dấu á. Có không? F12 lại. Nhìn thử lại coi. Enable lên chưa? Rồi mà chưa thấy hả? Có không đã? F12 đóng, tớ đóng cái F12 đi mở lại á. Ừ. Có chưa? Đóng cái F12 đi nha, ta cần tắt cái cửa sổ này đi rồi mở lại thì nó mới FA được. Nó thấy sự selector hấp chưa? Có không đã? Lấy vô cái. À, bắt đầu thấy hấp dẫn á. Làm inspection lại đi. Trời, nó tự động nó generate lại. Đã không đã? Thấy chưa? Hấp dẫn không đã? Wow. Nhớ nha, bạn đóng cái này, cửa sổ này lại cho tôi này. Đóng lại. Mình làm lại vì nó chưa F5 được mà. F12 lại. Rồi, bắt đầu này. Tao muốn nhìn mày. Đấy chưa đây, Selector Hub. Nếu bạn cài thêm CoroPath thì nó cũng sẽ có đấy thôi, mà chọn cái nào thì chọn. Ok, vô. À, nó ngồi nó sinh cho mình đủ các loại câu nếu mình muốn. Rồi, bắt đầu inspection. Vẫn phải làm cái trò này, nhưng nó dễ thương hơn nhiều. Click cho. Click cho. À, lúc này nó có cái gì? Chấm 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 chấm. Ở đây cái chấm 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 nó to không? Tức là cái thằng Selector Hub nó đã kiểm soát cái ô này rồi. Và kéo dưới đáy màn hình bên này có sẵn các câu mày dùng theo kiểu selector của CSS, mày dùng theo kiểu của XPath, có hai loại XPath, XPath tương đối và XPath tuyệt đối. Tuyệt đối là đi từ gốc và XPath tương đối là đi chung chung ở giữa theo một cái cú pháp nào đó. Cái chuyện này thì mình lúc nào mình rảnh mình học về XPath nha. Và nó nút copy giống như mình GitHub, ấn vào đây cái là copy cái câu query này. Ok chưa? Sướng không? Vui mà đúng không? Nào, mình còn nên đây này nó vẫn tìm theo kiểu là username, nhưng mà nó viết theo kiểu username, nó tìm theo kiểu name ID, nó tìm theo kiểu này. Còn nếu mà dùng tuyệt kiểu này thì bạn kiểu này cũng được, nó có rất nhiều kỹ thuật nhá. Tất nhiên cái này không phải là toàn năng, với mỗi tool khác nhau nó sẽ generate ra cái câu kiểu khác nhau, miễn là định vị được thôi. Hình dung chưa? Cú pháp của nó mình học sau. Còn nói nào, bây giờ giả bộ mình ấn cái này đi. Ấn chưa? Có cả câu của jQuery đây này. Gì mày? Tháng này tôi có bộ ly của người ta tặng rồi, con trai ạ. À, có lý do gì? Nhớ bố vợ đúng không? Tao vẫn chưa ra đề thi mà. Cảm ơn cô. Ừ, tiếp tục anh, xin lỗi, Sơn, nói nghe coi. Mọi người tự cho máy dây.
chuẩn bị còn một đợt review nữa nha, tuần thứ 13. Rồi sau đó là có lịch báo cáo đồ án tốt nghiệp chuẩn bị, nghe chưa? Cần giấy thì báo thôi, nghe chưa? Ok cô, cảm ơn. Sao mày, xin lỗi. Mày thấy có kiến thức là có cà phê này đấy. Thế còn có, chúng mày phải học dữ dội nữa để có kiến thức, cái lúa nó chặn ngay cửa nhà với mày ấy, đi ra không được. Hiểu lúa là gì không? Là tiền, là lương nó đổ ngay vào cửa ấy. Phải học ở cái cỡ đó các con. Rồi, ký chú này, giả bộ này. Em thích câu query này chẳng hạn. Em không thích câu câu query mà cùi bắp của cái thằng F12 nói hồi nãy nó trả. Cái vô một cái. Bốn cú sau lại control F. Tuy nhiên mình cố tình mình click cho chỗ khác đi. Cố tình mình click cho chỗ khác. Vẫn trong bên này nhá. Mình tiếp tục mình ấn control F. Rồi mình dán cái câu mới vào thì điều gì xảy ra? Enter, đó nó tự động nó tìm đến đúng chỗ rồi. Như vậy đến đây phải hiểu rằng cùng một cái thẻ nhưng có rất nhiều cách thức để query khác nhau. Ok chưa? Tin rồi ha. Thôi, xong rồi. Mình lấy được cái câu username rồi. Mở code lên tiếp tục. Cái hôm nay tụi bay biết, tất nhiên bạn nào đã rành những vụ này thì đừng nghe thầy Hoàng chém gió. Và bạn nào chưa biết thì coi như hôm nay là một cái thứ để mình có thể trải nghiệm. Mở code em của ngày hôm qua em kia lên, Guru 99. Hôm bữa mình đã làm được cái trò gì rồi? Mở trình duyệt lên rồi đúng không? Cho mày nghỉ 5 giây thôi, hôm nay khỏi nghỉ, đi tìm để cái câu này ở đây. Mở trình duyệt lên rồi, làm gì tiếp theo? Đi tìm cái thẻ username và password. À, qua qua thứ nhất là CSS selector là một cách, jQuery là một cách, chẳng qua cái câu thôi. Rồi ispath hay qua trực tiếp qua name, qua id, qua class, tùy bạn có rất nhiều cách tìm một cái thẻ qua, vấn đề cách nào thì tùy bạn. Đó, nha, nó chính là một dạng câu query, câu SQL nhưng mà áp dụng cho tìm data, tìm cái thẻ phía sau trình duyệt. Đó, đầu dạng câu query. Như vậy ispath tương đương SQL, nếu nói mày này mình học ispath này, CSS selector nha, thì nó tương đương với câu SQL. Còn trang web và trình duyệt thì nó tương đương với cơ sở dữ liệu. Đây là để bạn hình dung cái ngữ nghĩa. Rồi, và mình sẽ đưa cái câu query này cho ta, đưa cái câu query ispath cho my browser tìm thẻ dùm tôi. Giống như mình F12 và Ctrl F ấy, để tìm, để định vị ấy, mình vừa làm ấy, tìm thẻ dùm tôi. Và trong lập trình hướng đối tượng thì cái mẹ gì cũng là object. Nếu tìm thấy thẻ nha, nếu tìm thấy thẻ thì đó là một object được trả về thuộc class web element. Web element, cái trong lập trình hướng đối tượng cái con mẹ thì cũng phải là object. Vậy một bộ bộ cái thẻ, ủa thẻ mình gọi object thì thành mô tả em object. Object đó gồm bao gồm name là thẻ gì? Đúng không? Attribute đi kèm bên trong, value text bên trong nếu nếu có. Thì nó đã cần đặc tính mô tả cho một object chứ còn cái chó gì nữa. Còn hành động có của trên nó có on click on cái gì đó. À, nó có hết mà. Cho nên về bản chất bạn phải hiểu học được đối tượng, cái gì bạn cũng phải mô tả thành đối tượng được. Có đang nó phải nhìn ngay cả con số nguyên cũng mô tả thành đối tượng. Cái class integer wrapper class. Thầy nói em nghe tại sao cái biến integer, cái biến int của biến lập trình Java ấy, nó lại thành integer hoa. Đố thầy biết là thằng là object. Rồi object có cái mẹ gì? Nào, số nguyên bao gồm thứ nhất là cái loại biên giới của nó max min, đúng không? Còn gì nữa? Số byte để lưu trữ, 4 byte nếu là int, long là 8 chẳng hạn. Đó, số byte 2 chấm. Hình thức hiển thị là các con số ký tự 1 2 3 4 5 cho đến bồi đầm da xì 8 9 A, B, C, D, E, F chẳng hạn. Đó, đại loại vậy. Tức là vẫn luôn luôn mô tả được một cái thứ gì đó. Được chưa? Nó có hành động gì? So sánh hai con số với nhau. Ai nói không được. Nắm được chưa?
Rồi, cho nên đây mình vừa mới hiểu cái sự tương đương trong thế giới. Như vậy một thẻ được gọi là một cái đối tượng, cho vậy web element. Rồi, username. Đó, username hay user, được chưa? User control. Đó, element. Đó, hay tag cũng được, muốn đặt cái gì được, bằng đó. Nó báo câu là xin lỗi thầy, biến này em chưa biết tồn tại là cái gì. Import cái này là của đấy Selenium. Cái class này, nếu các bạn coi hôm bữa mình hack cái file .char thì nó sẽ thấy có cái class tên là web element ở trong cái đường dẫn này nè, là có, nó đưa vào. Nên kiểu dữ liệu chẳng qua là class sẽ là cái gì, và class nó phải là một tập tin, mà tập tin nó phải nằm ở đâu đó, ở trên cái package nào, trên cái địa cứng thư mục. Import chưa? My browser, Trinh Duyệt ơi, tìm cho em .file element. Nếu muốn tìm nhiều thì cái này đứa nào viết mà jQuery và viết JavaScript chắc quen rồi. Nhưng mà hôm nay mình học dưới dạng mình lập trình, mình nhìn. Trinh Duyệt đã mở cái guru rồi, thì đi tìm cho tao cái thẻ .file. Hôm bữa mình đã làm thử, hôm nay mình học tử tế hơn. Bài, hãy đưa vào cho tao cái loại mày qua câu query. Đây là hãy nói đưa vào loại query nào. Bạn có quyền đưa query theo kiểu selector, theo kiểu name, theo kiểu ID, theo kiểu gì đó. Và trong trường hợp này mình hôm nay mình sẽ chơi trò là expand. Như vậy gõ chữ by. Đây là class by, tức là sub loại query, query type. Chấm. Thế thầy nó không sổ. Vì by mình chưa import. By là một class mà chứa các hằng số bên trong, nó kiểu enum. Bây giờ giờ. By chữ hoa nha các chú. Object chấm là chúng mày biết rồi. Chấm trực tiếp tức là chơi với enum hoặc chơi với public static. Được chưa? Yo. Import. Nếu nhìn trên đây, xem nó import cái mẹ gì. Đây. By web driver, web element. Chuẩn. Ok chưa? Chấm. Đấy, mày muốn tìm theo query nào? Tìm theo class thì đi tìm cái class, mà nếu class là không duy nhất, mình dùng áp dụng cho một loạt CSS thì chết mẹ mình, nó sẽ trả về nhiều á. Trả về một list of web element. Nhưng mà nếu tìm theo CSS selector thì đưa cái câu query hồi nãy vào những dưới dạng CSS. Và bây giờ tao đi theo kiểu ID thì đưa cái ID vào. Và nếu ID mà xui mà nó không duy nhất, là cuộc đời mày sắp mặt. Bây giờ quay trở lại học cái câu là ăn đủ. Cho nên cái môn front end người ta khuyên bạn những cái gì về mặt đặt, những cái thẻ, cái attribute là lúc này có giá trị. Được chưa? Chúng mày muốn biết những cái thẻ này nó hay ho về cái biến nó thế nào ấy, bữa nào rảnh vào trong cái Galaxy bằng cái điện thoại di động ấy, mình ngồi cái chỗ hơi góc khuất một tí xíu ấy, để cái mạng nó hơi lag. Chúng mày vào Galaxy đi, chúng mày vào trang Galaxy website mà bán vé phim ấy, chúng mày sẽ thấy cái bộ thẻ nó render chưa kịp, nó có cái ngoặc nhọn ngoặc vuông bên trong vui lắm, rồi bắt đầu nó mới render xong, nó render chậm, chúng mày sẽ thấy vui cực cái sau hậu trường của nó ấy. À, vào Galaxy bằng cái điện thoại cơ, chứ mạng của mình nó nhanh, trên máy tính thì nhiều khi nó xử lý nhanh. Điện thoại di động tao cá chúng mày sẽ mình nhìn thấy được cái nó render cái bộ thẻ cái thứ này nọ. Nói cho nên phía hậu trường nó nhiều thứ hay lắm. Rồi mình sẽ chơi cho gì? Expand. Và đưa cái câu query hồi nãy mình vào xong. Nhấy chỗ nhấy đôi và control về. Tìm dùm em cái. Tất nhiên trong trường hợp này nó có trường hợp là exception đấy nha. Là tìm không thấy hay mình gõ câu query sai thì nó sẽ báo có lỗi đấy. Exception. Rồi, giả sử tìm thấy. User chấm send key. Send key tương đương với gõ vào. Nếu tìm thấy thì gõ vào. Send key là gõ vào. Gõ vào. Tách nếu tìm thấy. Cho nên thấy con người. Con người thì quá dễ dàng để biết chỗ nào là cần phải nhập. Nhưng mà cái máy sao nó phân biệt được. Cho nên nó phải đến mức độ này. Mà tìm thấy rồi thì phải đưa vào. Người gõ thì nói là mẹ gì nữa. Nên send key chỗ này đưa vào cái username. Rồi. Mở lại cái trang web này. Quên mẹ nó password rồi. Đưa username này. Cách select nhanh. Bạn đừng có bôi đen. Bạn chỉ cần để chuột vào đây. Bạn đã nháy chuột hai lần. Nháy chuột trái hai lần. Để chuột ở đây nháy chuột trái hai lần. Rồi. Nó sẽ tô nguyên cái từ. Copy. Nháy chuột trái hai lần. Rồi. Dán chưa? Được rồi. Cho nó nghỉ 5 giây. Rồi nó tắt chỉnh duyệt. Thử xem nó chạy được chưa.
vẫn phải chuột vãi trời lục địa cho con chạy được cái username vào cái ai tính. Tuy nhiên chỗ này bạn có quyền file bằng name, bằng ID nếu bạn ấy nghĩ rằng nó là duy nhất. Rồi, rất. Nhớ nghỉ 5 giây nha, chứ không em vừa một cái xong bụp lên cái mình chưa kịp nhìn. Rồi. Cơ bản chỉ có nhiều đây thôi. Cơ bản đấy. Vào được rồi đúng không? 5 giây và trình duyệt tắt. Đây là ngon rồi. Đó. Chúng mình đang làm kỹ thuật Ctrl L bắt đầu điều khiển trang web. Nó chỉ có nhiêu đây thôi. Tức là về mặt logic chỉ có nhiêu đây thôi. Chúng mày sẽ tool con mẹ nào khác nó chỉ quanh quẩn. Định vị một thẻ, đưa data vào và xử lý event trên nó. Nó là object trong lập trình mẹ rồi. Click, submit, send key là những cái event có thể có xuất hiện của một. Vậy em mới select một cái URL, một cái list, một cái drop down thì nó cũng vẫn là thế thôi. Vẫn là câu lệnh định vị thẻ và cuối cùng chọn click hay không. Rồi tìm trong duyệt data, nó hơi phức tạp trong câu lệnh một xíu nhưng cơ bản nó chỉ có nhiêu đây. Xong rồi ha. Thôi, định vị nốt cái thứ hai, tao tin là tụi bay biết cách là. Ai nói lập trình buồn chán, tao không tin. Nha. Thú vị bỏ mẹ ăn được. Nhớ cứ để thằng dưới này đừng có tắt nha. Nếu em cài thêm một cái plugin khác thì bạn kích chuột vào đây bạn chọn thì nó sẽ sổ ra cái CrowPath cũng được. Bạn muốn nhìn bữa sau bạn rảnh bạn làm thêm cái CrowPath đi thì bạn sẽ thấy là hai câu query nó chơi khác nhau một chút xíu nhưng vẫn luôn luôn cần cho ép kiểm tra được. Nên cái đầu cái tính tối ưu của mỗi cái câu chơi query à cái câu mà XPath là tùy vào cái tool. Ok. Rồi tiếp tục inspection. Khám phá cái thằng này. Vô. Và cái câu query của nó là đây, bạn muốn có chọn relative hay index. Index tức là nó đi từ gốc. À, còn relative nó đi theo kiểu tương đối, nó lấy lưng chừng, nói chung nó có rất nhiều thứ. À, cái chuyện này chữ relative và chữ index và chữ absolute, một số tool nó gọi chữ absolute thì nó có một cái khái niệm khác nhau một chút xíu xíu. Nhưng mà hôm nay mình cũng không cần suy nghĩ vội cái này. Mình cứ dùng cái nào ở đây cho nó mình hiểu trước cái cách xài đã. Rồi, click cho đây. Copy lại cái đường này, lấy password. Ok. Như vậy thì mình viết code tiếp. À nhưng mà trước khi mình làm cái đó mình làm cái này đã, copy cái này xuống. Tìm password. Như vậy chỗ này không phải user tag nữa mà là pass tag. Là tên biến là cái gì cũng được. Theo đúng cú pháp của lạc đà nhá, không cho ông quýnh. Pass and cho cách. Rồi, đi tìm password đã, dán vô đã. À, chỗ này copy. Copy cái thẻ. Ấn cái nút này là copy này chứ không cần bôi đen đâu. Ấn nút này copy. Yo. Em không muốn dùng XPath mà em dùng CSS selector được không thầy? Được. Thử chơi. Thử chơi này, chơi cái này. Chơi cái CSS selector. Tức là câu query viết theo kiểu hệ khác nhau thôi. Rồi, vô đây. Thì lúc này tôi sẽ không file element by XPath nữa, tôi phải xóa. Tôi lại phải file element by chấm CSS selector. Dán cái câu CSS selector, chọn đúng nha, chọn đúng hàng nha. Đúng hàng, không đúng hàng là nó query không ra đâu. Cái này tôi đang dùng CSS selector thì tôi phải copy với cái phần selector ở trên. À, cái tool này nó sướng ở cái chỗ đó. Còn cái tool kia thì mình vẫn được, cái tool ép chuẩn thì mình phải ấn phải chuột mình chọn. Mà mình không nhìn được cái kết quả. Ở đây mình nhìn được luôn. Mình thử nghiệm. Nó còn nhiều trò hay lắm. Nó còn nhiều trò hay nha, nhưng mà chuyện này nó dài lắm. Ok. Rồi sau đó pass. Bây giờ mình phải đưa path vào chứ. Chỗ này sửa lại cái path nha, biến path nha. Nhưng mà nó tiếp tục lại là user vào đây nữa là xong phim đấy. Rồi password đâu? Bố ai mình nhớ được, sang đây dán rồi. Nhấy chuột hai lần vào cái biến này. Password của các bạn. Và bạn nào quên mất cái password và cái email thì gõ lại cái email vào cái phần login thôi, à, phần đăng ký ở dưới đáy màn hình. Nó sẽ ra. Nên gõ, click vào, nếu bạn nào quên password thì click vào đây. Để đưa cái email vào thì có path nha. Nó lấy lại bát cũ á. Rồi. Dán chưa? Chưa đủ đúng không? Rồi mình phải cho gì nữa? Đi tìm nốt login nữa chứ. Login tag. Cái button. Đi tìm cái nút login. Mày là cái mẹ gì? À, tiếp tục để bật.
Input lấy chưa? Đó, đi ra ngoài một tí xíu nó thành nó nằm trong cái thẻ TD này này. Nó khám phá rất hay. Cho nên bạn nhìn thấy màn hình trắng trơn, trắng không có nghĩa là không có gì. Đúng không? Phía sau là một cái ranh mờ. Giống giữa tao với mày có ranh giới, cấm đụng chạm nha. Ủa ranh đâu? Đâu có tường ngăn đâu. Tự hiểu. À, cái này cái ý nghĩa là của cái thẻ nó hiểu ngầm đấy. Rồi, lấy chưa? Đây, input vô. Thẻ nào? Trên đây. Type submit, thấy chưa? Tôi bấm submit mà nó đổ lại cái kiểu CSS thế nào nhìn cho nó đẹp trai đó. Rồi. Và bạn sẽ thấy, bạn muốn dùng cái nào thôi, quay trở lại iPad bình thường. Mình biết rồi. Chưa? Đấy, thằng nào cũng được. Lúc này tôi dùng iPad nha. By iPad. Nháy đôi, dán chưa? Rồi, và lúc này là login chart. Lúc này là vì nó là submit cho nên nó phải là click run đề. Cho 10 giây đi, 10.000 đi để xem thử đủ lâu để biết thành công hay không. Ai trời ông địa cho con chạy. Run phải. Chỉnh duyệt lên. Chạy được hay không? Ai biết? Nó đi tìm đấy, hơi lâu tí nha. Đó, rồi. Đi. Lỗi rồi. Mọi người có lỗi không? Không. Ừ? Ổn không? Có vào được không? Có ai được không? Ừ? Được đúng không? Thử lại lần nữa coi. Có ai chạy được không? Được không? Được đúng không? Đó, vô. Cái này do đôi khi mạng nó lag. Có một cái câu chuyện tôi sẽ nói sau. Ngon rồi đúng không? Vào rồi đấy. Đến giờ hiểu thế nào test tự động chưa? Chạy tự động đôi khi nó bị trục trặc trong cái vấn đề render trang thôi, chứ không có đề gì cả. Mình không có lươn lẹo đâu. Nha. Ổn không? Có chạy không? Hôm nay mày đi học à? Ngon ha. Hấp dẫn chưa? À, chuyển trang rồi. Mày vừa bắt đầu là xong được cái bài cơ bản là test automation rồi đấy, tức là tự động hóa việc test. Nhưng mà đến đây mình mới thấy thôi chứ mình đã chưa cảm giác nó đã. Em phải xem nó chào có đúng hay không. Tức là mình phải lấy được cái câu hello kìa. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ học cách lấy hello tương tự thôi, dễ thôi. Mày lại gặp trục trặc hả? Lần nào gặp tao mày cũng gặp trục trặc trong cốt. Đừng học gian nan, hãy suy nghĩ về lệ phí đổi ngành 2.350.000. Sao? Được rồi con mẹ này, nó đôi khi nó mất tính ổn định cho cái mạng thôi. Không sao nhá. Rồi, đi tiếp. Đi tiếp. Rồi, bây giờ các bạn login lẻ bên ngoài giùm tôi đi. Login lẻ tức là mình login thật sự ở đây. Để mục tiêu để mình tìm cái, mình đi tìm cái thẻ. Rồi, login lẻ bên ngoài nha, tức là quay trở lại. Cho nên bây giờ bạn, các bạn nếu bạn nào login thành công đi, login lẻ bên ngoài. Nếu bạn nào mà làm nghề kiểm thử phần mềm thì bạn biết rồi, kiểm thử phần mềm kiểu web ấy, chắc chắn dân đó phải là dân biết về HTML, biết về frontend một chút thì mới hiểu khái niệm thẻ cái thứ này để bắt về lập trình. Nghiêm túc luôn. Sau này nếu mình muốn thử nghiệm cho một loạt user, mình chỉ cần đưa hết cái gói DDT vào, username và password tách riêng thành một cái mảng, còn nhớ không? DDT bắt đầu nhồi thì nó kiểm tra login được một loạt, đúng hết hay không thì bắt đầu tính tiếp. Lúc này DDT quay trở lại. Đưa username password, hồi nãy mình hợp code hai cái thằng data để mình đưa mẹ vào mảng. Còn nhớ bài DDT không? Data driven, tách ra một file mảng riêng 2 triệu. À, nhưng mà chưa thấy được dùng hết. Bây giờ phải bảo đúng sai là mắt vẫn nhìn. Bây giờ mình bắt cái thẻ này nữa là xong. Và mày phải hello đúng cái username đưa vào đúng không?
Ok, nào. Tiếp tục inspection. Đây. Thế này. Xem thử mày là cái mẹ gì. Mày là TD. Dòng chữ này này, TD này. Rồi, đúng chữ này, kích rồi. Nó là cái gì? Đây, TD. Tìm cái thẻ TD và Manager ID. Này, ủa nhưng mà làm sao nó đúng với em và đúng với thầy? Bởi vì cái này lúc mày bắt ra đúng cái chữ này, làm sao nó biết nó đúng với em và nó đúng với thầy? Với các password của GCM password khác nhau. Vậy thì nói chung là mình sẽ bắt cái thẻ này thôi, chứ mình bắt cái tag này. Đúng không? Tag này sẽ được điền vào sau. Vậy rồi, xem đây nó bắt cái nào. Rồi, click nha. Click lại. Click chưa? Rồi, nó báo câu gì? Cái này chưa cập nhật hả? Sao vậy? Nó chuyển trang đấy, nó chưa. Rồi, click lại. Yo. Nó chưa chuyển trang hay là gì đây? Mọi người có thấy được cái thẻ chưa? Cái này nó báo lỗi gì đây? Có không? Các bạn có bắt được không? Máy của tôi từ khi sợ hết mẹ RAM này nè. Để xíu. Rồi, dùng đỡ cái này. Rồi, bắt đầu tiếp tục. Mình lấy cái chữ này ha, lấy cái thẻ này. Mình in thử xem cái kết quả nó được hay không đã. Tiếp tục, vào trong code. Nếu bạn bắt được rồi, ok, vào code, bắt đầu. Nhét cái này đây cho tôi. Cái dòng chữ này, tạm thời cái nhét đây để đã là tính. Cái tag của nó là để đây. Cái này tôi giải thích nè, bắt đầu mọi người nghe kỹ nè. Nghe kỹ câu chỗ này. Cái My Browser khi bạn ấn nút Login. Khi ấn nút Login thì nên nhớ một câu nhá. Khi bạn chuyển trang thì mỗi trang tùy cái website, tùy cái đường truyền tại thời điểm mình đang chạy cái code này, cái runtime nó đang chạy, thì nên nhớ là khi có chuyển trong cùng trang thì không vấn đề, nhưng khi bắt đầu có chuyển trang về Login là sẽ chuyển trang, thì cái trang nó phải cần render lại, nó phải đi về trình duyệt, tức là nó thay đổi trong RAM của trình duyệt. Lúc này là cái trang mới sẽ về, thì trang mới tùy tốc độ nhanh hay chậm thì nó sẽ về nó xong hay không. Nhưng mà khốn nạn là cái code của Java của mình là cứ tiếp tục nó chạy, xong lệnh này nó chạy lệnh kia. Tức đấy là hai tiến trình bất đồng bộ. Hình dung không? Trang web cứ render là của trình duyệt kệ mẹ nó, còn code của Java là cứ chạy theo kiểu code Java máy ảo. Cho nên tốc độ code của Java nó đi nhanh hơn tốc độ code của tải trang. Còn trang dù nhanh cỡ mẹ nào, tốc độ code của Java nó cứ thế nó chạy theo từng lệnh. Cho nên nó có khái niệm gọi là bất đồng bộ giữa hai bên. Trang chưa về nhưng đã đi tìm cái thẻ hello. Hiểu được chưa? Như vậy trong trường hợp này khả năng xác suất là exception cực cao do tìm hai trang khác nhau. Tao tìm login xong thì trang mới phải được để về để tao đi tìm. Đéo mẹ code đéo chờ, code nó cứ đi tìm luôn. Và trang kia chưa xong. Như vậy người ta gọi là exception. Cho nên khi khái niệm chuyển trang thì trong cái khái niệm của kỹ thuật về kiểm thử nó có khái niệm gọi là wait, hãy chờ. Luôn phải có khái niệm chờ để render trang. Cho nên lúc này bạn thấy tôi ghi chữ đây. Tôi thay chỗ này là vàng 3 giây thì là 3.000, thường 3 giây là đủ rồi. Cần phải chờ chuyển trang xong. Đó. Do mạng, do mạng hay do cái kỹ thuật thuật front end có thể nhanh hay chậm, nhanh hay chậm khi render trang ra trang web mới. Đó. Cho nên phải ép cái code của mình, ép code của mình dừng lại một chút xíu, dừng chờ wait để đồng bộ. Để đồng bộ với tốc độ tải trang. Độ render ra trang mới. Chứ còn tìm ngay là exception cầm chắc. Tìm ngay tag ở trang mới. 99% exception. Do đi tìm thẻ mới ở trang cũ.
Được chưa? Do tìm thẻ mới ở trang cũ. Mà trang mới thì chưa kịp làm xong. Chưa kịp render. Cho nên luôn phải nhét cái chữ wait. Cái này khái niệm gọi là wait giữa việc chuyển trang. Chờ đợi khi chuyển trang. Ok. Xong. Rồi nó copy hai câu này xuống thôi. Đi tìm. Đấy, đây là những cái thứ mà tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ học được. Rồi thẻ đây là hello đó. Hello chat. Vẫn là trường duyệt nhưng mình đã chờ rồi, cho nên phải nhét cái câu wait slip này vào trước nha. Còn slip này vào sau, phải thêm cái nữa để nó không có đóng mẻ chỉnh duyệt lại, mình không kịp nhìn, đúng không? Mình ít nhất mình phải nhìn kết quả tí chứ. Thêm 5 giây trước khi đóng chỉnh duyệt. Ok. Như vậy thì bye bye iPad. iPad hồi nãy. Đưa cái iPad này lên. Nhưng tôi đang thiệt làm cái phần này ghiền lắm luôn á, cực kỳ ghiền. Ngồi tìm hiểu trang ghiền lắm. Rồi, lấy được rồi nha. Chỗ này coi như giả bộ lấy được cái thẻ rồi. Lấy được cái TD rồi. Chứa cái câu câu xin chào á. In thử coi. Như vậy, hello. Chấm get text. Tức là lấy ra cái text của nó. Lấy thẻ bên trong TD có cái data. Cái data là get text. À, ok. Rồi, như vậy thì mình phải add out chứ. Add out thử đã. Add out mà nó được thì tính tiếp. Được chưa? Hello message after login successfully. Hai chấm cộng. Xuống hàng. Hello chat chấm get text. Xin lỗi. Mày có thể lấy được cái tên của cái thẻ luôn, thẻ TD luôn, mày lấy được có rất nhiều cái chấm á. Mày muốn lấy cái mẹ gì cũng được. À. Nhưng mà thế là mình đây trường hợp get text. Tất nhiên trong bài này mình chưa assert equal. Mình in thử xem có được cái hay manager mà thiếu một chữ A đấy, manage. Và cái username bao nhiêu thì coi như mình thành công đã. Thì lúc đó phần còn lại màu xanh màu đỏ là cái chuyện nhỏ rồi. À. Ấn phải chuột. Vãi trời ông địa cho con chạy. Nhớ nha, nếu có thể nó báo exception vì lý do mạng mình ở đây lag, chưa kịp chuyển được, có khi phải 5 tra 5 giây, 10 giây. Nên nhớ rằng cái chuyện này là chuyện test phần mềm để đảm bảo tính năng đúng đắn của việc chạy. Dùng chưa? Chứ không phải chê mà app chậm hay mạng chậm. Mình đang quan tâm, đây là đang test cơ mà, chứ đâu có phải là việc chạy app thật sự theo kiểu nghĩa nào đó đâu. À. Trong môi trường live thực tế đâu. Lúc này chờ nó tắt nhưng không có, chẳng cần chờ tắt vào bên kia mà thấy được cái câu báo là hello message gì đó, manager ID. Có ngon chưa? Anh em mình hôm nay thành công đúng không? Cái chuỗi mình nối được cái này, đấy. Tao vừa xong kỹ thuật cào data. Cào data tức là cái cách mà lấy data của từng từng trang web đó. Tìm thẻ nào muốn lấy. Và tất nhiên tao đi cấu trúc của một trang web ít khi thay đổi, chỉ thay đổi data đúng không? Trả lời. Cái website thế giới di động nó có thay đổi cái cấu trúc trang web đéo đâu, mấy lâu lâu thì sẽ có. Nhưng hàng ngày nó thay đổi cái giá tiền điện thoại đúng không? Nó thêm mới cái điện thoại mới đúng không? Cho nên kỹ thuật cào data tức là cái đoạn code này mình gần như mình sẽ lâu lâu mình cập nhật lại khi nó báo lỗi thôi. Còn cứ vào nó cào điện thoại mới lấy giá. Lấy được mẹ cô chào, có lấy được giá điện thoại chứ có chó gì. Bữa sau mình học cách lấy giá điện thoại nữa xong. Để làm cái app web so sánh. Cho nên hả? Không cào nó dựa trên cái tốc độ mà mình này thôi, nhưng mà thực ra nó tương đương với việc này lúc mà đang dùng. Giống như người dùng đang duyệt web thôi mà.
Ông nó có những kỹ thuật mà để biết, ví dụ như cày view cái viết này nó có cái độ đếm. Cái này mình viết cũng có thể cày view cho sếp được mà. Search vào YouTube để tìm cái ô short video, gõ chữ there is no at all, enter làm được mà. Nhưng vấn đề video lên. Thì ví dụ nó sẽ không cần trống, mà nó sẽ quan trọng nhất là nó sẽ coi cái nào là một view hợp lệ. Ví dụ một view hợp lệ của YouTube nói rằng là thứ nhất là phải 30, bạn coi 30 giây. Nó 1 phút thì bắt đầu mới tính là một view. Nhưng mà nếu tốc độ mà view liên tục, nó sẽ tìm cái nguồn mà cái kiểu sự biến đổi của user đó trên cái ID, cái message ID của nó, cái HTTP á bên trong. Mà nếu nếu hoàn toàn là cái cũ cái đó mà liên tục như giờ thì nó biết rằng hàng ngày là pha ke cái view thì nó không tính lượt thôi, nó không tính lượt thôi, hình dung chưa? Nó có cái trò chống cái kiểu đó. Câu mày hỏi nó gì ra phải nói về phía đây, phía back end của lập trình nó phải biết rằng cái message, cái download hay những bất cứ cái gì nó đang đến từ cái nguồn nào trong cái HTTP message, trong cái response và request, xin lỗi, request nó có chứa thông tin đúng không? Request object có chứa thông tin gì không? Có chứa đến từ URL nào đúng không? À xin lỗi, đến từ cái loại thiết bị trình duyệt nào mà có không? Có nha, có hết. Rồi. Tiếp tục nào. Như vậy đến đây ngon rồi, in được câu này. Vậy thì vai trò JDit đóng ở cái gì? Đấy. Mình sẽ không in câu này nữa. À, cái này đó cũng được. Assert equal. Equal. Mình hy vọng cái gì và mình muốn nhận về cái gì? Đấy. Tao hy vọng mày phải nhận về cái này. À, xin lỗi. Đây. Chỗ này. Nào, comment lại câu lệnh trên. Khai báo biến string string hello message. Cái này thực ra không phải là expected nhé. Expected. Xin lỗi, actual hello message bằng. Đây chính là cuộc hôn nhân đẹp giữa Selenium, Chase Unit. Còn gì nữa? Selenium giúp tao tự động hóa và hôn nhân thêm cả với Maven nữa. Đoạn đầu. Và tự động hóa bằng cách nào? Lấy mẹ cái message mày trả về là cái chó gì tao không biết. Tao so sánh với cái con số này. Dạ thưa thầy, cái này thầy đang hơi hở code. Chạy thử cái này trước cái này tính. Xanh xanh đỏ đỏ thế thì tính. Đó. Mày muốn nhìn màu đỏ cơ. Cái này sửa thành 5 đi. Tất nhiên theo máy của bạn nhé, theo cái username của bạn ấy. Thử đi đã, hồi bắt đầu mình mới làm động được hơn. Ok, phải chuột, run. Cảm ơn lại cái câu message này không cần nữa, mình tự tự tin rồi, run. Expected và actual vẫn cũ mà. Nhóm tụi bay hiểu đâu, hôm bữa tụi bay làm nối đến đây. Đúng chưa? Bởi vì đâu quan tâm code. Cái này gọi là functional testing. Mày đi trước luôn. Bài giảng của tao, trừ điểm mới có tội đi trước tao. Đéo chơi thôi, cái phần nó thưởng thêm. Sai, thưa thầy, biết sai cái mẹ gì. Để xem có thể là do chuyện khác nha, chứ không phải do chuyện kia đâu. Đây là cái lệnh nó bị trục trặc. Clean build lại, run lại. Thì nó code nãy vẫn đúng mà mình đâu có thay đổi đoạn trên gì đâu, đúng không? Server đôi khi quá tải render chưa kịp, lại là vậy. Lại lần hai. Vì mình chỉ thêm phần dưới chứ mình đâu có can thiệp tìm cái gì. Xanh hay đỏ mọi người? Cái cuối của tôi sẽ màu đỏ. Nhưng nếu nó chạy được nha thì nó là màu đỏ. Test bị fail. Đây. Fail gì đây? Đây fail khác. IP này nó đang giống như bị tấn công rồi này. Địa chỉ này đang bị. Hả? Sát đâu có sai, mình từ nãy giờ đâu có thay đổi gì đâu. Ừ, cái này là do nó chạy chưa được cái phần phía sau này nè. Delay tí thôi, thêm tí delay thôi. Các bạn chạy được chưa? Xanh xanh đỏ đỏ được đúng không? Cái này là môi trường test, không cái gì mình phải lo lắng. Rồi, tôi phải cho thêm độ chuyển trang, bởi vì nhiều khi các bạn cùng chạy thì cái website nó sẽ bị nghẽn đấy. Bình thường thôi ha.
Và mọi người đã biết cách Asop chưa? Giả sử để chờ tới xíu để cho ít ra phải chạy gì được đã. Dạ. Có mọi người có được không đã? Tìm elements. Mọi người có chạy được không? Được đúng không? Cái này không phải là bug nhá, cái này là do cái hệ thống thôi. Tôi cố gắng được cần liên build thử lại một lần nữa. Rồi. Được hay không thì tôi sẽ sửa thêm cho bạn một tí xíu nữa. Đó. Thì hơi nhanh như vậy. Này của tôi nó trục trặc, nhưng nếu tôi tin các bạn sẽ báo là thành công hay không, đúng chưa? Bây giờ tôi thêm cái phần này. Ý thầy, nhưng mà thầy chơi cái trò này em không thích. Mọi người được không? Có ổn không đã? Có ổn không? Hay là cần đến 10 giây? Chắc phải 10 giây đấy, phải do nhiều người cùng làm một lúc nha. Cái này, cái này nó báo câu này. Nó đi tìm cái này, nó tìm trục trặc cái này. Chứ không phải vấn đề gì cả. Mà lát hồi mình chạy lại không sao cả nha. Cái này do cùng một lúc nhiều quá và cái website này nó chịu không nổi. Thế thôi chứ không vấn đề gì cả. Tôi nói thêm này phần này để các bạn lưu ý nè. Nào. Em không thích cái câu này vì câu này nó gọi là câu hard code cứng. Cái đúng chuẩn em phải sửa code lại như thế nào? Đấy. Dám ba cái đồ. Bắt đầu chuẩn bị là kiểu tham số hóa này, paracetamol này. Bắt đầu này, khai báo biến này, khai báo biến local đây, string username. Bằng. Tức là tôi chưa làm tham số hóa hẳn. String pass bằng. Được chưa? Và chỗ này tôi thay vì tôi đưa cứng ở chỗ này, vậy chỗ này tôi phải đưa là gì? Sửa lại code nè. Khai báo hai biến trong cái hàm này. Trong khi chờ đợi hệ thống nó ổn định thôi. Tôi sẽ dán cái username vào đấy vậy. Và chỗ này tôi biến nó thành cái biến của DDT là sao vậy? Nào, như vậy này. Nháy chuột hai lần vào cái thằng username. Cần cho nó x luôn. Xóa mẹ mày đi. Send key. Nhớ thằng username tag nha. Send key. Zill. Thay bằng biến. Đang từ từ tham số hóa. Để nó động hơn. Chứ thầy chơi cái username của thầy thì em thấy nó kỳ quá. Giờ tao đâu có quan tâm username nào. Tao không đưa vào biến thôi là xong vậy. Rồi. Chỗ dưới này. Mình dán đây này. Đưa username vào đây. Và cái chỗ này tốt nhất là tham số hóa luôn. Qua mảng. User và pass. Đó, đúng chưa? Cả axio luôn nếu mình muốn. Rồi. Kịp không? Rồi tiếp tục pass chỗ này sao? Nhấy chuột hai lần. Nhấy chuột hai lần, Ctrl X, xóa cái này đi. Password là gõ chữ pass Ctrl cách. Đưa biến vào tham số rồi đấy. Còn nâng thêm mức nữa là đưa username password vào từ tham số hàm ở đây. Hôm bữa mình học cái DDT là xong như vậy. Thì gì đến năm tao hướng dẫn rồi, không cần nói lại. Mình đi để đỡ đây cho nó chạy trước. Cần trở về. Và code thế này bắt đầu động hơn chưa? Em đâu quan tâm username password thầy đưa vào là cái mẹ thì em chạy theo cái đó. Và lúc này chỗ này hello là gì? Đừng có này. Mình cần đến đâu? Dẹp mẹ cái này đi vậy. Đúng không? Dẹp thằng này đúng không? Ok bên nào. Yo. Cộng với username. Đó. Thì nãy giờ đâu có xuất hiện mẹ gì nữa đâu. Lúc này async equal hay không đã. Bắt đầu tham số hóa rồi. Thế nào mày cũng phải chào là hello hay là welcome và cái username đưa vào. Ok chưa? Cho nên không có lươn lẹo hen. Hello, welcome, username nối vào. Còn username thực sự lúc mày login là cái con mẹ hello đó. Ok, tùy mày đưa vào tao sẽ chào nếu đúng. Và lúc này xanh đỏ một cách đúng nghĩa luôn. Ồ không có pass hả thầy? Nó pass thì nó dùng login thôi. Nhưng mà đi không welcome mà đang detect cái message mà. Dù thành công hay thất bại thì tao tin rằng về nhà mình để có độ ổn định của website kia coi như là sẽ xong. Ok chưa mọi người? Với sau đi lấy giá của thế giới di động ha. Có thể mò được rồi đấy. Được hay không kệ nó, nhưng mà tôi cốt thì chỉ vô đó thôi nha. Cái này do cái độ ổn định của hệ thống thôi. Lúc này vào được rồi nè. 10 giây nó chở hơi lâu đúng không?
trước khi kết thúc thì nó tặng tao một câu là thành công. Chúng mày thấy chưa? Và có màu xanh hay màu đỏ. Cái này này có fail không? Không, đúng không? Mọi người có được chưa? Xanh hay đỏ? Xanh đúng không? Đây này. Bên kia nó chụp liền. Ok chưa? Vậy không nói điều nhá. Tách hai cái thằng username password lên thẳng cái mảng của con nó mày. Tốt nhiều đây thôi, học nhiều đó, học nhiều nữa giỏi mất. Đúng chưa? Lịch làm việc của mình như sau. Thứ 6 tuần này tôi bắt nốt thêm một tí xíu nữa của bên di động nếu cần thiết. Sau đó mình học về test case. Người ta đang đi vào test case đấy. Đây là test case, nhưng mà test case tự động hóa. Và cái này trong nghề của tao gọi là test script. Tức kịch bản viết test tự động, automation. Hai ba chữ dính kèm với nhau. Cái này sẽ giúp cho mình tự động hóa. Giả sử mai mốt sửa login, sửa layout hay sửa bất cứ những cái gì đó, nếu cần test lại những cái này thì chạy code thôi, cho nó nhanh, đỡ phải dùng mắt người. Đấy là ý nghĩa của các việc là tự động hóa, tránh cho những công việc lặp đi lặp lại. Đưa code vào cái xong, tất nhiên lâu lâu phải update code. Nếu mình update chat qua tuần mình sẽ làm về viết API, để test API. Nha, qua tuần sẽ chơi unit. À xin lỗi, chơi JDBC viết thử API một nguyên bản thô. Tao sẽ chỉ chúng mày cách chơi với Tomcat, chơi với API từ mức thô nhất, tức là từ mức viết câu SQL mà nó ra được cái JSON. Qua tuần mình học để mình kết thúc môn. Ok chưa? Thứ 6 thì nhớ đi, để tôi sẽ đưa cái username password để làm bài quiz nữa. Tuần cuối rồi. Nghe chưa? Chuẩn bị làm quiz. Quiz tao cho làm ở nhà, cái yên tâm. Học vì kiến thức mạnh nhất dăm ba cái đồ quiz đó. Được chưa? Mình dành thời gian mình code cho nó sướng ở tay. Đấy là kế hoạch của trong tuần tới của mình. Ok chưa? Thôi, chúc giữa tuần thứ 9 vui vẻ. Happy God, đúng không? Happy money, happy life. Đấy, cái thông điệp này nó được tự chèn vào cái video.